Hello anh em nhá. Hôm nay mình trên tay nhanh một cái máy cưa kiếm của Bosch, mã là GSA120 này. Đó. Con này thì chuyên dùng cắt sắt, cắt gỗ rồi. Đây là lưỡi đi theo máy nhá. Đi theo máy là sẽ chỉ có một lưỡi thôi anh em ạ. Lưỡi này là lưỡi dùng để cắt sắt. Đó. Thì mã của máy cũng đã thể hiện luôn về cái công suất của máy rồi nhá. Công suất con này là 1200W. Đó. Đây, thử mình gạch cái này ra cho anh em xem. Con này tầm nó khá là tầm thôi. Đây anh em thấy đây. Công suất là 1200W. Tốc độ sạc là 3000 lần trên phút. Đó. Và trên này là cái tem chống giả nhé. Tem chống giả của Bose. Đó. Đấy anh em có thể check hàng giả. Cũng là kích hoạt bảo hành điện tử luôn. Đó. Thì anh em có thể mua thêm những cái bộ lưỡi như này này. Đây là lưỡi cắt sắt này. Nó sẽ có nhiều loại nhé. Đó. Nhưng mà những cái dòng như này này thì là cắt nhanh và cái tuổi thọ nó lâu. Một vỉ này là có 5 cái. Đây là lưỡi gỗ này. Đó. Rồi, anh em đặt hàng hay là cần tư vấn thì có thể liên hệ với mình nhá. 0847 886 000. Số đấy mình cũng có dùng cả Zalo nên anh em có thể kết bạn Zalo và nhắn tin cho mình. Rồi, cảm ơn anh em, hẹn gặp lại anh em ở những clip lần sau.